Khi các bạn ở bên Việt Nam mà các bạn mới định cư qua bên nước Mỹ thì các bạn sẽ bị sốc về cái văn hóa Mỹ, về cái giao tiếp giống như cái tình cảm lối xóm. Rất 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 là nhiều người Việt Nam người ta hay truyền miệng nhau đó là ở bên Mỹ họ không không có tình cảm. Nhưng mà cái đó là theo Quốc nghĩ là tại vì cái sự hiểu lầm thôi, chứ ở bên Mỹ người Mỹ họ rất là tốt. Nói về mà nhân đạo, người Mỹ họ nhân đạo của họ rất là cao. Bây giờ Quốc nói ví dụ như vậy nè, ở bên Mỹ thì họ có những cái hội từ thiện. Theo Quốc biết ở xóm của Quốc cũng có một số người Việt Nam vô gia cư. Mấy cái người này á, mấy chục năm nay sống á, họ nhờ giả vào nhà thờ cho chỗ tắm, giống như đi đâu rồi đi nếu mà bị cần, giống như vô gia cư á, mấy người mà không có tiền mà sống ở ngoài đường á, thì cũng có rất là nhiều cái hội. Còn mà về nói mà giống như những cái mấy cái người mà bán đồ sida đồ cũ đó, họ họ đặt những cái thùng xin đồ cũ, giày dép đồ vậy đó, họ xin nếu mà bà con ai mà có dư giày dép quần áo đó, cái bắt đầu xách cái bọc đồ của mình muốn 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 cho mà do từ thiện đó, mình xách tới một cái thùng đó mình thảy vô đó. Thì những cái người này là người ta lấy cái đồ cũ người ta soạn ra rồi người ta bán. Đó là mình nói về cái văn hóa mà cái tình cảm khi mà mình sống ở nước Mỹ lâu quá mình mới biết. Không không có nơi nào mà trên thế giới mà người ta nhân đạo bằng người Mỹ. Rồi nói về thí dụ như bây giờ nói về những cái người mà bị vô đường cùng, ok, chẳng hạn như ví dụ như bây giờ hai vợ chồng nghèo quá phải không, ông chồng bị tai nạn, lỡ ông chồng bị xe đụng tai nạn mà không có tiền gì trả cho viện phí, thì ở bên Mỹ nó có những cái trang web đó, người ta đi vào trên đó đó thì tất cả người Mỹ người ta biết, có một cái trang web mà mọi người dân Mỹ biết đó, họ gọi là fan Fanmigo đó, đại khái gì đó. Thì các bạn đăng ký vào cái trang web đó thì cái trang web này nó sẽ đi lên toàn nước Mỹ luôn, nó xin tiền, nó nói là tôi lỡ bị tai nạn đụng xe đó, hoàn cảnh tôi không có tiền gì vậy vậy đó. Thì mấy cái người Mỹ này là họ sẽ vào cái trang mạng đó đó, họ sẽ quyên góp tiền để giúp cho các bạn. Mà từ hồi xưa tới giờ những cái người mà cần sự giúp đỡ ở trên cái web này á, là hầu như là được 100%, gần 100% là được người ta giúp đỡ hết. Cái ví dụ các bạn đặt ra câu hỏi gì nhiều người lạm dụng không, ở Mỹ họ rất là hay. Các bạn mà giống như có nhiều người người ta lợi dụng mà giống như giả bộ bệnh ung thư rồi thì sớm hay muộn gì á thì sẽ bị phát hiện. Người Mỹ họ rất là hay, cho nên đừng có bao giờ mà các bạn nói ô tôi không muốn giúp tại vì sợ mấy người này lợi dụng như vậy vậy đó. Ok, thì Quốc muốn chia sẻ với các bạn về cái văn hóa của Mỹ. Tại sao Quốc chia sẻ với các bạn? Tại vì khi mà các bạn mà nghe nhiều người Việt Nam mà mới định cư qua bên nước Mỹ mà họ than, họ nói ở Mỹ không có tình cảm, cái đó là không đúng, cái đó là hoàn toàn là sai. Người Mỹ họ tình cảm hả, còn hơn người Việt Nam của mình rất là nhiều. Mà tại vì á, lý do tại sao mà các bạn sống mới định cư qua Mỹ mà các bạn có cái cảm giác là họ không có tình cảm là bởi vì người Mỹ họ khi họ chưa biết mình là họ thích giữ cái khoảng cách, tại vì ở bên Mỹ thì
là hiệp hiệp Trung Quốc mà, cho nên đó mình cộng đồng của mình là nó sắc tộc được nó khác nhau hết, cho nên người Mỹ á, họ sẽ tình cảm với mình, nhưng mà tại vì á, họ sợ cái lợi dụng cái tình cảm, họ trao ra cái tình cảm rồi cái người khác lợi dụng. Trong tiếng Mỹ nó nói là take advantage là lợi dụng. Chẳng hạn như bây giờ á, ở bên Mỹ phải không, công ăn việc làm ai cũng có việc làm hết phải không, ai cũng đi làm cũng cũng có tiền cũng có lương giống nhau, thì đi ra đường ăn uống chơi, mặc dù cái người Mỹ, văn hóa người Mỹ người ta rủ, nhưng mà ở đây rủ á không phải là người ta bao. Ok, khi người Mỹ họ rủ mình thì mình biết á, nếu mà mình yes á, mình nói dân mình đi ăn hay đi uống gì đó là mình biết là mình tiền ai nấy trả. Ở bên Mỹ người ta có một cái câu dân gian tục ngữ, đó là không không có bao ăn miễn phí. Tiếng Mỹ nó gọi là no free lunch, ok, không có bao ăn. Cho nên đó, mình đừng có nghĩ là khi mình đi qua bên Mỹ mình đừng có hiểu lầm là người ta rủ mình là người ta bao, không có chuyện như vậy. Đó thì Quốc muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà người Mỹ họ sống tình cảm, họ rất là tình cảm. Khi mà họ chơi với mình, họ làm hàng xóm, họ thân với mình, họ họ nói thiệt chứ họ cũng nói mình giúp, cần giúp sự giúp đỡ gì á là họ giúp hết. Cho nên các bạn thấy ở trên mạng người ta có cái câu chuyện đó đó, cái ông người Mỹ hồi đó ông đi lính qua Việt Nam đó, ông quen với cái cô đó, khi cô đó bị bệnh ở bên trại tị nạn đó, ông từ Mỹ ông bay qua, ông bỏ tiền ông thuê chiếc trực thăng, chuyện có thiệt nha, chở cái cô Việt Nam này từ ở trại tị nạn đi ra cái thành phố để trị bệnh, rồi trị bệnh xong á rồi còn năn nỉ cái ông chồng sau của cái cô Việt Nam này, ông Mỹ trắng á, ông năn nỉ luôn cho một mớ tiền mặt đó để mà ở trên đảo khổ sở đó sống đó. Đó các bạn thấy cái câu chuyện không, người Mỹ không phải là riêng một cái câu chuyện đó, người Mỹ họ rất là tình cảm, nhưng mà tình cảm đúng nơi đúng chỗ chứ không có thể để người khác lợi dụng. Vì lý do đó đó, người ta khi mà người ta gặp nhau người lạ đó, người ta không có biểu họ lộ tình cảm, tại vì có nhiều người Mỹ người ta gọi là take advantage đó, người ta lợi dụng, cho nên người Mỹ không thích. Mà khi mà mình đã chơi với họ, họ biết mình, họ hiểu biết mình hàng xóm rồi này nọ đó, chơi quen biết rồi đó, là họ giúp mình hết mình. Người Mỹ đó, cần cái gì là họ giúp cái đó, cũng giống như Việt Nam mình vậy đó. Ví dụ như giờ mình mua nhà phải không, mình muốn họ giúp mình khiêng vác họ cũng giúp nữa đó. Cho nên nó khi mà các bạn mới qua bên Mỹ, các bạn đừng có bị sốc nói là người Mỹ họ sống không có tình cảm. Họ rất là tình cảm, nhưng mà tại vì họ không có muốn người khác vì cái tình cảm đó đó mà lợi dụng. Bây giờ Quốc nói một cái ví dụ cuối cùng nè, trước khi Quốc tắt cái video như vậy. Thí dụ như bây giờ là người đàn ông phải không, bên Mỹ muốn nói văn hóa Mỹ, người đàn ông mới quen người phụ nữ, bên Mỹ không có cái lực mà vừa quen là họ bao liền đâu. Tại vì các bạn biết không, từ ngay lúc đầu á, nếu mà người đàn ông á bao người đó đó là sẽ bao hoài, phải không, làm cái gì lúc đầu là phải làm hoài, cho nên họ không có như vậy. Với lại tại sao mà cái phong tục á, đàn ông họ mới quen người phụ nữ họ rủ đi ăn uống nhà hàng tiền ai nấy trả, mặc dù là hai người mới mới quen nhau, người đàn ông cua người phụ nữ, tại sao người đàn ông không 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 bao? Tại vì khi mà cái người đàn ông này bao á, thì mới quen cái người này không có biết cái người này có đáp lại cái tình cảm cho mình, có yêu mình thật không, phải không? Cho nên nếu mà cái người này không có yêu mình thật, mình bao bao 2 3 tuần 3 4 tháng mình cháy túi rồi người ta ra số dè, người ta chia tay phải không đó. Nhưng mà khi nào mà hai người này quen nhau mà thấm thiết, mà khi mà hai bên tìm hiểu mà người ta cảm nhận tình cảm rồi đó, thật lòng rồi đó,
thì lúc đó là người ta mới chơi hết mình, người đàn ông mới bảo vệ, người phụ nữ mới bao tất cả, mới cho tất cả. Còn mà lúc đầu mà hai người gặp nhau, vừa quen nhau đó, hẹn hò đó, 2 3 tuần đầu, 2 3 tháng đầu, 90% đàn ông Mỹ không bao giờ bao người phụ nữ đó. Cái văn hóa bên Mỹ với cái văn hóa Việt Nam là nó đi ngược về lại. Ok, đi ngược là như thế nào? Đàn ông ở bên Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, mà đàn ông mà qua bên Mỹ là phải là vợ chúa chồng tôi. Có nghĩa là, quá không biết nói vừa có đúng không, có nghĩa là nếu các bạn là thanh niên nam đàn ông của các bạn qua bên Mỹ là các bạn phải là đóng vai một người phụ nữ. Ok, vợ các bạn sanh con, các bạn phải làm hết tất cả, lau tã tắm rửa cho con đó, các bạn phải làm. Nếu mà các bạn đi ra đường mà các bạn một người nam với một người nữ mà các bạn cho mọi người cặp mắt người ta nhìn vô thấy vợ của các bạn ôm đứa con, ẵm đứa con, mà các bạn đàn ông đi lòng thòng là các bạn không không có tốt trong cái con mắt của xã hội Mỹ đó. Các bạn phải luôn nói với mình một cái câu đó, khi mà đàn ông đó, mình nói thanh niên đàn ông nó qua bên Mỹ đó, là mình phải biết đó, là lady first là người phụ nữ trên hết. Đó, ở bên Việt Nam chồng chúa vợ tôi, bên Mỹ là vợ chúa chồng tôi, nhất vợ nhì trời ở là bên Mỹ vậy đó. Các bạn khi mà người người đàn ông mà Việt Nam á qua bên Mỹ thì các bạn phải sống, các bạn phải cho các bạn là một người vợ thì các bạn mới là người gentleman đó. Tại sao Quốc phải nói như vậy? Nói như vậy để cho các bạn đừng có qua bên đây tự ái cao, người đàn ông á tự ái cao rồi đối diện với phụ nữ mình lúc nào mình cũng quen cái kiểu như cái văn hóa bên Việt Nam mình là đàn ông phải không, là phụ nữ phải coi trọng mình đồ này nọ, không có, ở bên Mỹ không có gì.